Chào mừng bạn đã đến với kênh của May. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Trang Đạt Phi được biết đến khi công ty Gia Hành thông báo đã ký hợp đồng cùng với 6 thành viên mới vào năm 2018. Được quan tâm khi trở thành gà mới dưới trướng của Dương Mịch là đàn em của một dàn sao nổi tiếng như Địch Lệ Nhật Ba, Cao Vĩ Quang, Trương Bân Bân. Ít nhiều, Trang Đạt Phi cũng là cái tên nhận được sự quan tâm. Trang Đạt Phi sinh ngày 28 tháng 2 năm 2001. Sinh ra tại Liêu Ninh, Thẩm Dương với chiều cao 1m69. Năm 2018, Trang Đạt Phi là một trong số 6 người ký hợp đồng trở thành nghệ sĩ trực thuộc công ty giải trí Gia Hành. Khi vừa mới đầu quân vào Gia Hành, Trang Đạt Phi mới 17 tuổi, vừa mới tốt nghiệp cấp 3 và thi đậu vào khoa diễn xuất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Tuy chưa phải là nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng Trang Đạt Phi đã xác định đi theo con đường nghệ thuật từ khá nhỏ. Ngay từ khi học mẫu giáo, Trang Đạt Phi đã bộc lộ thiên hướng nghệ thuật, thích hát, múa, học các loại đàn và nhiều nhạc cụ, nên được chọn tham gia nhiều quảng cáo nhỏ. Năm học lớp 5, cô học trường quốc tế và có được cơ hội sang Canada giao lưu và học hỏi. Trang Đạt Phi yêu thích viết lách, ca hát, khiêu vũ, nhiếp ảnh và có thể nói thông thạo tiếng Anh và phương ngữ Bắc Kinh cổ. Trước khi lựa chọn vào khoa diễn xuất của Học viện Ảnh Bắc Kinh, Trang Đạt Phi đã từng tham gia vào hai bộ phim. Năm 2012, vào vai Chu Sảng lúc nhỏ trong bộ phim điện ảnh Lão Nhân Nguyệt. Năm 2016, tham gia bộ phim Thật Tâm Muốn Bạn Hạnh Phúc trong vai Hàm Hàm. Ngoài ra, Trang Đạt Phi còn ra mắt đĩa đơn đầu tiên mang tên Trạm Năng Lượng Ánh Sáng. Sau đó, từ năm 2018 cho tới nay, Trang Đạt Phi có liên tiếp nhiều vai diễn trong các đoàn làm phim lớn nhỏ như Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây, Em Là Núi Cao Biển Rộng Trong Mắt Anh, Tôi Không Muốn Làm Bạn Với Cậu. Đầu năm 2020, Trang Đạt Phi nhận được sự quan tâm của khán giả khi đảm nhận vai Khiết Lục Quận Chúa trong bộ phim cổ trang Tam Sinh Tam Thế Trầm Thượng Thư do Địch Lệ Nhật Ba và Cao Vĩ Quang diễn chính. Sau vai diễn này, Trang Đạt Phi tiếp tục gây được sự chú ý liên tiếp với hai vai nữ chính của hai bộ phim Cô Gái Nhím Của Tôi và Tôi Không Muốn Làm Bạn Với Cậu. Cả hai bộ phim này đều lấy đề tài thanh xuân vườn trường, nhận về lượt xem không nhỏ. Diễn xuất của Trang Đạt Phi cũng nhận về khá nhiều lời khen. Sau nhiều vai diễn trong tạo hình hiện đại, Trang Đạt Phi mới xuất hiện với một vai diễn cổ trang trong bộ phim nửa hiện đại pha lẫn nửa cổ trang, mang tên Kịch Bản Yêu Đương Của Nàng Và Chàng, tên cũ là Bạn Trai Mang Chứng Hoang Tưởng Của Tôi, diễn cùng với nam chính Hoàn Nhan Lạc Nhung, một nam diễn viên hơn Trang Đạt Phi 4 tuổi. Trang Đạt Phi vào vai nữ bác sĩ tâm lý La Hoài. Cô được cử đến để chữa trị cho Chu Thiên Văn, một nhà thiết kế đá quý. Sau khi gặp tai nạn xe hơi, Chu Thiên Văn tỉnh lại và sinh ra ảo tưởng bản thân là một hoàng tử thời xa xưa. Kịch Bản Yêu Đương Của Nàng Và Chàng sở hữu dàn cast mới cứng, song cũng rất thực lực và sở hữu nhan sắc không hề kém cạnh. Hoàn Nhan Lạc Nhung là một nam diễn viên thuộc sự quản lý của Sao TV. Anh chàng ghi điểm với khán giả thông qua các vai phụ trong các bộ phim Khoảng Cách Năm Ánh Sáng Giữa Anh Và Em 2, Điệp Trai Là Số 1 và Gửi Thư Thanh Xuân Mỹ Mãn Ngọt Ngào. Vai nam chính trong Kịch Bản Yêu Đương Của Nàng Và Chàng là vai diễn chính đầu tiên của anh chàng này. Ngoài ra, Trang Đạt Phi còn có cơ hội góp mặt trong siêu phẩm cổ trang Nam Mỹ Sa Phá Lang. Cùng với sự nỗ lực và sự nghiêm túc trong sự nghiệp diễn xuất, năm 2019, Trang Đạt Phi đã nhận về cho bản thân giải thưởng Nghệ sĩ trẻ châu Á xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Busan. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.